ở đời cái quý tộc chỉ là vàng ngọc mà thôi. Nhưng xét kỹ chỗ quý tức ấy, chẳng bằng thân mạng. Ví như có người giàu sang được phong làm đại tướng, dùng vàng ròng làm giáp để che đỡ cho thân. Đến khi lâm chiến binh đao bị thua, hoặc cởi giáp ném gương mà chạy, mong được thân mạng an toàn mà thôi, giáp vàng ròng đâu rảnh nghĩ tiếc. Mới biết, cái quý vàng ròng chẳng bằng cái quý thân mạng, đây là thực vậy. Ngày nay thì không thế, trái lại quý vật kia mà khinh thân này. Chẳng biết thân này khó được có ba. Thế nào là ba? Một trong lục đạo chỉ người là quý, đến khi nhắm mắt đi rồi, mờ mờ mịt mịt chẳng biết chỗ đến. Hoặc vào đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la chẳng được làm người. Đây là cái khó được thứ nhất. Hai đã được làm người, lại sanh nơi mọi rợ, tắm thì đồng sông, ngủ thì chung giường, trật tự tôn ti không có, nam nữ lẫn lộn, chẳng được phong tục nhân thuần, chẳng nghe chư thanh giáo hóa. Đây là cái khó được thứ hai. Ba đã được sanh nơi phồn thịnh mà sáu căn không đủ, thân thể. Miệng mũi hôi tanh, thân hình nhơ nhớp. Thầy chẳng được gần, chúng chẳng được thân. Tuy ở nơi phồn thịnh dường thể ở ngoài quê vắng. Đây là cái khó được thứ ba. Nay đã là người, được sanh nơi phồn thịnh lại đầy đủ sáu căn, đâu chẳng là quý sao. Người đời luôn luôn đuổi theo con đường danh lợi, lúng nhọc sát tổn thần, đem thân mạng rất quý báu này làm tôi tớ cho tiền của đáng khinh. Sánh với người ăn bánh quên vợ, ngậm cơm quên môi nào có khác gì. Tuy thân mạng thực là quý trọng, vẫn chưa quý trọng bằng đạo tối cao. Cho nên Khổng Tử nói, sớm nghe đạo chiều chết cũng vui. Lao Tử nói, tôi sở dĩ có họa lớn, vì tôi có thân. Thế Tôn thở xưa cầu đạo xả thân cứu cọp đói. Đâu chẳng phải ba bậc thánh nhân đều khinh thân mà trọng đạo đó sao? Than ôi! Thân mạng thật là quý trọng còn phải xả để cầu vô thượng bồ đề, húng là vàng ngọc, tiền của đáng khinh mà lại tiếc sao? Ôi trong ấp 10 nhà vẫn có người trung tín, húng là cả thế gian. Người thông minh sáng suốt hay sao? Đã nghe lời này, cần phải gắng học, chớ nên nghi ngờ chậm trễ. Kinh nói, một phen mất thân người, buôn kiếp chẳng được lại, thật là thống thiết. Cho nên Khổng Tử nói, người không chịu làm, tôi chẳng làm gì, cam đành thôi vậy. Rõ ràng thời gian trăm năm, toàn ở trong sát na, thân huyễn tứ đại đâu thể lâu dài. Mỗi ngày chìm đắm trong trần lao, mỗi lúc nghiệp thức càng mênh mông vô tận. Chẳng biết một thánh viên minh, lúng theo sáu căn tham dục. Công danh cái thế cũng chỉ là một trường đại mộng, phú quý kinh nhân khó khỏi vô thường hai chữ. Tranh nhân tranh ngã rốt cuộc thành không, khoe giỏi khoe hay cứu cánh chẳng thật. Gió lửa khi tan không già trẻ. Núi sông bại hoại mấy anh hùng. Đầu xanh chưa mấy lúc tóc bạc đã sớm điểm xương, ngày vui vừa đến thì ngày điếu cũng đi theo. Một bao máu mủ nhiều năm khổ luyến ân tình, bảy thước hình hài buông lòng tham mê tài bảo. Thở ra khó mong được hít vào, ngày nay không bảo. Đảm ngày mai. Sông yêu chìm nổi lúc nào thôi. Nhà lửa đốt thiêu bao giờ tắt. Chẳng nguyện vượt ra lưới nghiệp, chỉ vì chưa có công phu. Đua Diêm La chợt truy tìm, tôi tướng công há cho triển hạn. Ngoái đầu nhìn người thân chẳng thấy, đến đây rồi nghiệp báo tự mang. Quỷ vương ngục tốt mặc sức khảo tra, cây kiếm núi đao khôn chống đỡ. Hoặc đốt dưới ngọn núi lửa, hoặc giam trong núi thiết vi. Vào vạc dầu sôi muôn kiếp ngàn đời, bị chặt chém một đào thành hai khúc. Đói nuốt hoàn sắt nóng, khát uống nước đồng sôi. Suốt ngày luôn chịu khổ đau, 500 kiếp chẳng thấy hình bóng. Trả xong tội nghiệp, trở vào luân hồi. Bỗng mất thân người khi trước, trở lại mang lấy đây ra. Đội lông mang sừng, hàm sắt dây yên, lấy thịt nuôi người, dùng mạng trả nợ. Xanh bị khổ dao bầm cháy nện, sống bị nạn nước sôi lửa bỏng. Hang chứa oán thủ, thay nhau ăn nuốt. Khi đó mới hối hận học đạo không nhân. Chi bằng ngay đây tu tập, chớ để đời này trôi qua. Đức Phật Thích Ca trước bỏ hoàng cung. Đi thẳng vào núi tuyết. Cư sĩ Bàng Long Uẩn đem ra tài đổ xuống biển sâu. Chân Vũ chẳng thiết ngôi vua chỉ cầu tu hành. Lữ Công đã làm thần tiên vẫn còn tham vấn. Tô Đông Pha thường gần Phật ấn, Hàn Văn Công lại lễ đại điên, Bùi Công bị đoạt hốt nơi thạch xương, phong tướng hỏi pháp ở quốc nhất. Diệu Thiện không nhận phó mã, thành Phật chẳng ngờ. Lục Tổ mới gặp khách nghe kinh liền tỉnh ngộ. Đạo Thiên nếu không thú vị, hiền thánh sao chịu quy y Hoa Lâm cảm hóa hai cọp theo luôn. Đầu tử có ba con chim báo sáng. Lý trưởng giả giải kinh mà thiên chủ dâng cơm. Tu Bồ Đề ngồi yên mà đế thích tán hoa. Đạt Ma một chiếc dép về tây. Phổ Hóa rung chuông bay đi. La Hán đến thăm vấn với Hòa Thượng Ngưỡng Sơn. Nhạc Đế quy y lại với Thiền Sư Tư Đại. Cảnh Sơn đến nay vẫn được Long Vương thỉnh cúng. Tuyết Phong ngày xưa hay sai người gỗ phá non. Đây là những nguyên do để nghiệm biết, chớ tự khinh mà lùi sụt. Trốn hoang còn nghe bá trượng nói pháp. Loài Úc Sỏ vẫn biết hộ kinh Kim Cang. 10.000 con cá nghe. Danh hiệu Phật được hóa làm con trời. 500 chim quả nghe tiếng pháp thể được làm hiền thánh. Mãng xà nghe sám hối được sanh thiên. Giống nghe kinh mà ngộ đạo. Chúng là loài vật còn hay lãnh mộ, cũng là người sao chẳng hồi tâm.
hoặc có người vùi đầu trong ăn uống, qua mất một đời. Hoặc có người trên đường tu hành lầm lẫn, mà không thức tỉnh. Đâu biết, thánh giác Bồ Đề mỗi mỗi viên thành, nào hay căn lành bát nhã người người đầy đủ. Chớ luận đại ẩn tiểu ẩn, tôi phân tại gia xuất gia. Chẳng cuộc người tăng kẻ tục, chỉ cốt nhận được bản tâm. Vốn không có nam nữ, đâu cần chấp tướng. Người chưa rõ dối chia tam giáo, liễu được rồi đồng ngộ nhất tâm. Nếu hay phản chiếu hồi quang, đều được kiến tánh thành Phật. Cũng là thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Nếu muốn vượt khỏi dòng quanh lục đạo, chỉ có con đường tắt nhất thừa. Cần tìm chánh kiến, chớ tin tà sư. Ngộ rồi mới là vào cửa, hành được mới hay thoát tục. Bước bước đạp đến đất thật, đầu đầu đều đội hư không. Khi dùng thì muôn. Cảnh toàn bày, buông đi thì mảy bụi chẳng lập. Vượt đến chỗ không còn tương quan sanh tử, cơ liêu ngộ quỷ thần nhìn chẳng ra. La phàm là thánh đồng vào đường này, hoặc oán hoặc thân cùng chung một lỗ mũi. Thật ngộ như thế, còn kẹt giữa đường. Tôi nói tam huyền hướng thượng, cốt rõ một câu rốt sau. Hay nói hiện nay cái gì là một câu rốt sau. Non xanh trốn ấy thấy trời rộng. Sen đỏ nở rồi nghe mùi thơm.